Đây là báo cáo tổng quan Shopee trong tháng 10 thì nhìn sơ qua chỗ cái phần tổng quan được xem trang sản phẩm là bảy số khách truy cập sản phẩm là nghìn À tính ra được cái số sản phẩm được xem trung bình của mỗi khách khi mà họ truy cập vào trong trang của shop thì là 3. À, con số này nó khá là thấp so với con số 14 sản phẩm hiện có của shop. À, nguyên nhân có thể là do cái hình ảnh. Thứ nhất là cái ảnh bìa sản phẩm à, nó không được thu hút và cái một số thông tin, một số hình ảnh sản phẩm nó bị che bởi cái khung mà shop đang làm thời điểm đầu thì nó khá là rối và các hình ảnh thì nó cũng không được bắt mắt do là lấy hình ảnh từ bên các cái sàn thương mại điện tử khác ở Trung Quốc về và cái tổng lượt xem kia thì nó chủ yếu đến từ cái lượt tìm kiếm sản phẩm và không thông qua các cái traffic ngoại sản và cuối tháng thì shop có chạy một số cái quảng cáo shopee nội sản thì lượt xem nó cũng tăng đáng kể à sắp tới thì shop sẽ tự chụp ảnh sản phẩm và đồng bộ ảnh sản phẩm của shop sao cho nó nhìn chuyên nghiệp và uh, khiến cho khách hàng click vào sản phẩm nhiều hơn cũng như là kéo thêm nhiều traffic ngoại sàn về cho shop tiếp theo là cái tổng sản phẩm được thêm vào giỏ hàng và cái tổng số sản phẩm đã giao thì cái chỉ số này nếu mà chia ra thì nó khoảng là chiếm 25% trăm, số đơn xác nhận này 4 năm thì khoảng 25% thì nó cũng không hẳn là cao và cũng không hẳn là thấp nhưng mà một số cái rào cản khiến cho khách hàng thêm vào rồi nhưng mà chưa mua à, đầu tiên có thể cái đến đó chính là cái phí ship thì sản phẩm nến thơm này khi mà khách hàng mua mà ở đây là thường mua kèm đi sốc nhiều mỗi lần mua một lúc ba sản phẩm thì cái kích thước cái cân nặng nó nó khá công cảnh nên là cái phí ship nó khá là cao trung bình khoảng là 40 đến 50 nghìn cho một cái đơn hàng và cái tiếp theo nữa đó chính là khách hàng có thể thêm vào và khách hàng khách hàng đợi đến các cái ngày big campaign ví dụ như là ngày mùng 10 tháng 10 hoặc là khách hàng thêm vào rồi nhưng mà khách hàng thấy một nơi khác nó rẻ hơn hoặc cũng có thể là khách hàng không biết áp mã free ship hay là không biết à, sử dụng các cái voucher của shopee nên là cái việc người ta thêm vào rồi nhưng mà người ta chưa mua thì nó vẫn quay trở về cái vấn đề phí ship hoặc có thể nữa đó chính là người ta thêm vào khi nào người ta có tiền người ta mới mua thì trong thời gian sắp tới thì shop sẽ uh, tổ chức thêm một số cái chương trình khuyến mại, những cái vô chơi giảm giá cho khách hàng và đăng ký cái chương trình gói cái free ship extra của shopee hoặc là làm thêm cái banner, làm cái ảnh hướng dẫn khách hàng áp dụng mã free ship thì đó là một số cái, cái ý tưởng cho thời gian sắp tới tiếp theo là về cái khoản doanh thu đơn đã xác nhận và cái số đơn đã xác nhận ở đây là 45 thì tính sơ sơ qua được là cái doanh thu trung bình trên một đơn là vào khoảng 206 206 thì trung bình trên một đơn ấy trung bình đơn là 206 thì nó khá là cao khá là cao nguyên nhân có thể nguyên nhân thì là do cái shop áp dụng cái chương trình là mua kèm đi sóc là một cái công cụ khá hay của shopee thì trong cái mua kèm đi sóc đấy thì shop có bán kèm cái nến thơm bốn mùa với đế gỗ và riêng ngắn hai cái đế gỗ và riêng ngắn thì shop cho cái giá là không đồng nó khiến cho một cái tâm lý khách hàng là muốn mua các cái sản phẩm muốn được tặng quà hơn là sau khi mua ở đây ví dụ đây này bán được 112 cái để gọi bán được 91 thì cái riêng ngắn nó bị xóa rồi nên là số không để vào trong đây thì đó là một cái cái nó khá là hay thì nhờ cái đấy thì cũng có thể thấy được là cái tổng số sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng là tận là 426 nó khá là cao so với con số 101 sản phẩm đã được giao và cao hơn rất là nhiều so với 4 năm đơn 4 năm đơn mà có tận 101 sản phẩm thì có thể thấy là cái cái số khách hàng chọn mua 3 sản phẩm một lúc thì nó khá là nhiều so với các cái sản phẩm mà chỉ có một hay là hai sản phẩm thôi tiếp theo là về phần tổng quan sản phẩm ở đây là các cái chỉ số liên quan đến lượt xem đơn đơn xác nhận cũng như các cái tỷ lệ chuyển đổi thì trong cái khoảng thời gian đầu tiên thì trong cái khoảng thời gian đây là tháng 10 tháng 10 thì bắt đầu có đơn hàng cho nên là các cái chỉ số thì nó chưa được đầy đủ và chính xác để có thể phân tích và đưa ra một cái nhận định gì đó nhưng mà nhìn sơ qua đây thì có thể thấy là trong cái khoảng thời gian từ ngày mùng 1 đến ngày 20 tháng 10 thì các cái chỉ số nó khá là bấp bênh và các cái chỉ số ví dụ như là lượt bán, lượt đánh giá, lượt thích, lượt xem trang sản phẩm bắt đầu nó được hình thành và bắt đầu nó có một cái sự tin tưởng nhất định của khách hàng rồi và kết hợp thêm cái ở khúc cuối tháng thì shop có quảng cáo uh, nội sàn shopee Uh, có chạy quảng cáo khoảng 200k thì cái, bắt đầu một số cái đơn hàng và một số cái doanh thu bắt đầu nó nó đều hơn và nó nhiều hơn so với cái khoảng đầu tháng thì trong tương lai thì shop sẽ đẩy mạnh hơn về các cái traffic nội sàn cũng như là ngoại sàn và đăng thêm một số sản phẩm mới cũng như là các cái mã voucher cho các khách hàng mua nhiều